Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, trên các apps điện tử cũng như trên hệ thống website ibctv.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 12 giờ trưa ngày hôm nay, Sướng Ngôn Viên, Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Thương thuyền chở ngũ cốc đầu tiên cập cảng Ukraine. Cháy rừng kỷ lục ở Âu Châu. Tân Bộ trưởng Kinh tế Argentina cam kết vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng. Cuba gom Mỹ Kim ở thị trường chợ đen với giá cao cấp 5 lần giá chính thức. Hoa Kỳ phản đối mọi sự thay đổi hiện trạng Đài Loan. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do Sướng Ngôn Viên Vũ Quang Vinh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Chiếc thương thuyền chở ngũ cốc đầu tiên cập cảng Ukraine. Một chiếc thương thuyền của Thổ Nhĩ Kỳ theo dự kiến sẽ cập cảng Chornomorsk ở Hắc Hải của Ukraine vào ngày thứ Sáu. Chiếc tàu đầu tiên đến cảng Ukraine trong khi đang diễn ra cuộc chiến tranh với Nga. Theo phát ngôn viên của giới chức thẩm quyền Odessa, thì chiếc thương thuyền Osprey S treo quốc kỳ Liberia đã rời Thổ Nhĩ Kỳ, đang di chuyển từ eo biển Dardanelles đến cảng Chornomorsk. Ông này xác nhận đây là con tàu đầu tiên không bị chặn ở các cảng của Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, sẽ vận chuyển ngũ cốc xuất cảng của Ukraine đến các cảng ngoại quốc. Chiều thứ Năm, Osprey S đã thả neo ở biển Marmara, cách Istanbul khoảng 1 km, cùng với các tàu khác đang chờ vượt qua eo biển Bosphorus để vào Hắc Hải. Chiếc tàu đầu tiên của thế giới chở ngũ cốc xuất cảng của Ukraine đã khởi hành từ thành phố cảng Odessa vào hôm thứ Hai, đã đến eo biển Bosphorus khoảng 36 tiếng đồng hồ sau. Cháy rừng kỷ lục ở Âu Châu. Số liệu của Liên minh châu Âu cho thấy các đám cháy rừng hoành hành khắp châu Âu trong mùa hè này đã thiêu rụi diện tích rừng rộng lớn thứ hai lịch sử khối này. Mặc dù thời gian nắng nóng chỉ mới được một nửa, nhiều đám cháy rừng dữ dội xảy ra ở hàng chục quốc gia Âu Châu năm nay buộc hàng ngàn người phải di tản, thiêu rụi nhà cửa và các cơ sở kinh doanh. Các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha và Pháp đang có nguy cơ bị nhấn chìm trong biển lửa vì các vụ cháy rừng. Tính từ đầu năm 2022 đến nay thì hơn 600.000 mẫu rừng ở các nước Liên Âu đã bị thiêu rụi, cao thứ hai lịch sử Liên Âu kể từ năm 2006. Diện tích rừng bị đốt cháy năm nay lớn gấp đôi diện tích Luxembourg. Không có năm nào mà cho thấy diện tích đất rừng bị đốt cháy cao đến như vậy ở Âu Châu trong tháng 8. Thời tiết nóng làm giảm độ ẩm của thảm thực vật biến thành nhiên liệu khô dễ cháy. Victor Resco de Dios, giáo sư của trường đại học Lleida của Tây Ban Nha, cho biết là các đám cháy rừng khủng khiếp ở Pháp và Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 7 là hết sức bất thường, cho thấy sự biến đổi khí hậu khiến cho mùa cháy bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn. Các quốc gia Nam Âu như Bồ Đào Nha và Hy Lạp thường bị hỏa hoạn vào mùa hè, nhưng nhiệt độ nóng hơn đã làm bùng phát các đám cháy rừng lên phía Bắc, xuất hiện tại Đức, Slovenia và Cộng hòa Séc. Theo như các nhà khoa học thì nếu thế giới không cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tác động trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu thì sóng nhiệt cháy rừng sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tân Bộ trưởng Kinh tế Argentina cam kết vực dậy nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng. Tân Bộ trưởng Kinh tế của Argentina Sergio Massa vào hôm thứ Tư đã công bố một loạt các biện pháp vực dậy nền tài chính yếu kém của đất nước, cam kết chấm dứt tình trạng thâm thủng tài chính và thực hiện các khoản vay để thanh toán nợ nần. Massa công bố một loạt danh sách các biện pháp trên sau khi được Tổng thống Alberto Fernandez bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính, nợ nần và lạm phát đã làm bùng phát các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố. Massa có mối liên lạc chặt chẽ với các nhà đầu tư quốc tế, người thứ ba được ông Fernandez bổ nhiệm vào chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế trong vòng 3 tháng qua, cam kết kết thúc tình trạng mức thâm thủng ngân sách, hứa hẹn không sử dụng các khoản ứng trước của kho bạc để chi tiêu trong thời gian còn lại của năm nay. Massa ủng hộ việc thực hiện thỏa thuận vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế 44 tỷ Mỹ Kim để trả nợ các tổ chức tín dụng quốc tế.
Ông tuyên bố hy vọng sẽ tăng tốc độ xuất cảng nông sản, ngư nghiệp và khai thác mỏ để thu về ít nhất 5 tỷ Mỹ Kim, mang lại ngoại tệ cần thiết cho kho bạc quốc gia. Ông này được bổ nhiệm sau khi Bộ trưởng Kinh tế Martin Goldman từ chức đột ngột vào đầu tháng 7, sau Goldman, Silvina Batakis chỉ ở ghế Bộ trưởng Kinh tế vài tuần. Cuba gom Mỹ Kim ở thị trường chợ đen với giá cao gấp 5 lần giá chính thức. Cuba thông báo là sẽ thu mua Mỹ Kim và các loại ngoại tệ khác bắt đầu từ thứ Năm với giá cao gấp 5 lần hối suất hiện tại để nỗ lực xóa bỏ thị trường tiền tệ phi chính thức và giúp cho nhà nước Cộng sản thu ngoại tệ. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương là Marta Wilson Gonzalez xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước tối thứ Tư cho biết là hệ thống Ngân hàng Nhà nước ấn định hối suất mới là một Mỹ Kim thì sẽ đổi được 120 peso. So với hối suất chính thức là một Mỹ Kim đổi lấy 24 peso và 115 peso một Mỹ Kim trên thị trường chợ đen. Gonzalez cũng tuyên bố là sẽ thả nổi hối suất, coi đây là chính sách có hiệu lực thi hành trong vòng 18 tháng tới. Cuba đã không chấp nhận Mỹ Kim vào năm 2020 để trả đũa cho lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và ngừng bán ngoại tệ cho công chúng để thu vào đồng peso, tuyên bố rằng họ không có tiền mặt. Bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Hoa Kỳ vì đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn hệ thống cung cấp hàng hóa khắp thế giới hiện nay, nền kinh tế Cuba phụ thuộc hoạt động nhập cảng gần như bị phá sản hoàn toàn. Tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, nhiên liệu và nay là điện thì đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây. Hoa Kỳ phản đối mọi sự thay đổi hiện trạng của Đài Loan. Theo tin từ Phnom Penh cho hay, Ngoại trưởng Antony Blinken vào hôm thứ Năm tuyên bố tại cuộc họp khối ASEAN rằng Hoa Kỳ phản đối mọi nỗ lực đơn phương sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng Đài Loan và cam kết không thay đổi chính sách đối với Đài Loan. Nói chuyện với các Ngoại trưởng Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, tại cuộc họp ở Cambodia, ông Antony Blinken cho biết ông hy vọng Bắc Kinh sẽ không tạo ra cuộc khủng hoảng hoặc giả vờ gia tăng hành động gây hấn như việc tổ chức cuộc diễn tập quân sự bắn hỏa tiễn xuống vùng biển gần Đài Loan sau chuyến công du Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Ông Blinken nhấn mạnh đến lợi ích mà Hoa Kỳ đạt được nhờ duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Chuyến công du Đài Loan của bà Pelosi trong tuần này đánh dấu sự kiện đầu tiên một chủ tịch Hạ viện đến thăm hòn đảo tự quản trong 25 năm và gây hàng loạt phản ứng dữ dội của Bắc Kinh. Ngoài các cuộc diễn tập quân sự, Trung Quốc cũng tấn công Đài Loan bằng các biện pháp hạn chế giao dịch thương mại để trả đũa. Tối thứ Ba, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xe Phân đã mời Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh Nicholas Burns đến để phản đối chuyến công du của bà Nancy Pelosi. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Vũ Quang Vinh và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật, như Bộ Công an Việt Nam cân nhắc việc ghi thêm nơi sơ sinh vào thổ song hành mới bị ba quốc gia không công nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp tân ngoại trưởng Sri Lanka. Trung Quốc hủy bỏ phiên họp song phương với Nhật Bản, cũng như là có những bé đã bị bệnh chân tay miệng mới xuất hiện tại quận Cam, California. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.